cho anh em nhé. Nay mình hướng dẫn anh em bóc cái con IC cảm ứng. Bắt đầu từ 11 trở lên thì khi mà mình thay màn hình hoặc là thay cảm ứng thì đều phải bóc lại con IC này để fix cái lỗi bảo trì. Thì cái việc đầu tiên mình sẽ dùng cái đế nhiệt, mình tăng cái nhiệt lên khoảng 245 đến 250 độ. Thì do cái con IC này nó hơi dày cho nên khi mà mình bỏ lên mình phải chờ một chút xíu nữa thì mình mới làm được nhé, chứ không làm ngay được. Sau đó mình dùng cái con dao mình cắt. Tại sao cái này á, trong quá trình mà anh em thay á thì anh em phải dùng máy CNC để mài hoặc là máy may tay để mài, bởi vì là cái lớp sơn của nó rất là dở, cho nên trong quá trình anh em mà làm á mà không hiểu thì nó rất là dễ bị dính xương. Vì cái lớp sơn của nó khi mà anh em đục, anh em bóc cái con IC ra không cẩn thận là nó chóc hết lớp sơn. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề về nhiệt. Khi anh em sử dụng nhiệt thì có thể nó gây ra cái bệnh là bị phù dây cảm ứng nó hư. Bây giờ mình sẽ dọn keo, dùng cái chì nhẹ lửa xì vào cái mũi hàn. Thì anh em để nhiệt vừa thôi, nhiệt ở đây mình chỉ để trên GVC mình để khoảng 280-300 độ nhé. Nhiệt mạnh quá là chết IC đó, mà chết con IC này thì anh em hiểu không? Và đây mình dùng máy kho mình để nhiệt khoảng 220 độ. Mình kho vào và mình cạo bỏ cái keo đi. Thế này mình cũng có thể dù sử dụng cái đế nhiệt để mình cạo cũng được. Đế nhiệt thì mình để nhiệt 180-200 thôi. Nhưng mà phải xì cái chi nhẹ lửa thì nó mới dễ làm được. Ok. Tắt cho nó sạch sẽ đi. Bây giờ mình sẽ đổ chân nhé. Thì anh em muốn làm cho nó khỏe thì đổ chân bằng cái chì nhẹ lửa thôi, không cần phải đổ chân bằng chì 183 đâu. Và một số cái lưu ý khi mà dùng cái chì nhẹ lửa nhé, thì cái chì nhẹ lửa anh em chỉ dùng cái máy kho để nhiệt khoảng tầm 180-200 độ kho thôi, chứ kho nhiệt độ cao có cái chì nhẹ lửa nó sẽ bị lồn xổn, nó không, nói chung là không ngon. Nên mình chỉ để 180-200 độ thôi. Gió thì có thể để mạnh một tí. Ok. Đối với những cái máy mà mình thay cảm thì nó tương đối dễ, còn đối với những cái máy mà mình thay màn thì cái dây cảm ứng zin nó đang dán ở trên màn thì mình chỉ cần bóc cái dây cảm ứng ra thôi, và mình kê cái phần ở dưới dây cảm ứng là mình phê kê một số cái miếng cách nhiệt, cái vỉ rồi miếng cách nhiệt là mình đóng. Ok. Thì đây mình có một cái iPhone 11 Pro, mình vừa thấy cái màn 11 Pro thì cái này rất là đơn giản thôi. Mình sẽ bóc bỏ cái keo đi đã.
mình bóc bỏ cái keo đi nhé, cho mình dán nó lên cái tấm vỉ này đó. Sau đó mình sẽ hút sạch chì đi, cái việc này rất là quan trọng nhé. Mình dán lên cái tấm vỉ, khi mà nó mình đụng nhiệt thì nó sẽ không bị quăn keo, không bị cong cái cáp, không bị văng cái cáp, lúc mình đóng nó cũng sẽ khỏe hơn. Cái lúc hút chì này thì mình cho nhiều nhựa thông tí cũng được, cái chữ mình không cần phải cho nhựa thông nữa. Chú ý cái dấu, cái dấu là nó quay xuống dưới này. Ok, nhiệt ở đây mình chỉ đóng khoảng 160-180 độ thôi, gió cho nó mạnh mạnh tí cũng được. Ok, xong nhé, cứ thành công nhé, rất là dễ.